Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023. Những ngày này, thành phố Lào Cai đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà một số gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Tại mỗi gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trân trọng trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố, ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh liệt sĩ, những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại các xã phường, nhân dịp 27 tháng 7 cũng tổ chức các buổi gặp mặt tri ân, trao các suất quà động viên gia đình chính sách, người có công. Sáng 26 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Lào Cai tổ chức khám xét nghiệm tầm soát ung thư cho hơn 400 cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Các đoàn viên công đoàn, người lao động được thực hiện xét nghiệm miễn phí tầm soát tế bào ung thư gan và ung thư vú. Tại điểm khám, người lao động cũng được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, tuyên truyền kiến thức về bệnh ung thư và hướng dẫn một số biện pháp phòng chống bệnh. Đây là hoạt động thiết thực giúp đoàn viên người lao động có điều kiện theo dõi và có kế hoạch chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu quả việc khám điều trị bệnh. Cho 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 sẽ có khoảng 1.700 đoàn viên công nhân viên chức lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn được khám tầm soát ung thư. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác kiểm tra giám sát, huyện Văn Bàn đang tăng cường hoạt động thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Việc thực hiện đôn đốc, thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra cũng được địa phương này hết sức chú trọng. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào thời điểm cuối năm 2022 tại điểm trường mầm non thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Dù chưa đưa vào sử dụng, công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Kiểu không đảm bảo đấy, nhân dân trong thôn cũng không cho con cháu đi học ấy, kiểu nó có một số vết nứt tường đấy, mong là thế nào cấp trên để xây lại cho các cháu đi học, sửa chữa lại hay là làm cái cách nào để cho nó đảm bảo. Qua thanh tra, huyện Văn Bản đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm từ khâu thiết kế, vật liệu xây dựng hay lựa chọn vị trí. Thanh tra huyện yêu cầu địa phương cùng nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục hậu quả. Ngay sau đó, công trình này đã tháo dỡ, thay vào đó là một công trình mới đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát chặt chẽ của thanh tra huyện. Đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính là những lĩnh vực được thanh tra huyện Văn Bàn tăng cường trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm và khắc phục để tránh trường hợp mà phát sinh ảnh hưởng lớn về trong cái quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và đầu tư xây dựng. Trên thực tế, một số kết luận sau kiểm tra giám sát được ban hành nhưng kiến nghị chưa mang tính khả thi, chưa chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm dẫn đến việc thực thi chấp hành còn kéo dài. Để khắc phục, huyện ủy Văn Bàn yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, thanh tra huyện gắn trách nhiệm của trưởng đoàn với công tác xử lý sau thanh tra kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ. Huyện ủy đã chỉ đạo cho ủy ban kiểm tra là cơ quan đầu mối, phối hợp với lại các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch để khắc phục các cái nội dung mà đã được cho cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chỉ ra. Và định kỳ thì hàng quý sẽ có cái rà soát kết quả triển khai thực hiện, từ đó làm cái cơ sở để đánh giá, nhận xét về cái việc mà chấp hành các cái kết luận của thanh tra, kiểm toán và các cái cơ quan thanh tra. Tập trung nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật và khả thi, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành kết luận thanh tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Hai nhiệm vụ song hành được huyện ủy Văn Bàn chỉ đạo sát sao đã góp phần quan trọng đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật đảng. Sản xuất vụ đông năm 2023, toàn tỉnh dự kiến trồng trên 4.300 hectare, bố trí trồng tăng vụ trên đất ruộng một vụ vùng cao, đất ruộng hai vụ vùng thấp. Vụ đông năm nay sẽ tập trung vào các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định và giá trị kinh tế cao như ngô nếp ăn tươi, ngô ngọt, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại và cây hoa ngắn ngày. Dự kiến huyện Văn Bàn triển khai trồng nhiều nhất với 1.370 ha, huyện Bảo Thắng 715 ha, huyện Bảo Yên 475 ha, thành phố Lào Cai trồng 300 ha cây vụ đông. Với khung thời vụ, nhóm cây ưa ấm sẽ gieo trồng kết thúc trước ngày 10 tháng 10, nhóm cây ưa lạnh vùng cao gieo trồng sớm trước ngày 10 tháng 10,
nhóm cây rau bố trí trồng giải vụ để đảm bảo nguồn cung, giảm áp lực trong tiêu thụ. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các cây trồng vụ đông 2023 toàn tỉnh ước đạt trên 417 tỷ đồng, giá trị bình quân đạt trên 97 triệu đồng một hecta. Ngày 26 tháng 7, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Hà tổ chức tái hiện trình diễn Tết khu Cù Tê của người La Chí tại thôn Mà Phố, xã Nậm Khánh, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa bàn. Khu Cù Tê là ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người La Chí, thường được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là dịp để người La Chí ở khắp nơi về sum họp, tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm nay, lần đầu tiên Tết Khu Cù Tê của người La Chí ở Nậm Khánh tổ chức tập trung, tái dựng, trình diễn với đầy đủ phần lễ và phần hội theo đúng phong tục truyền thống. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ thể thao như trình diễn nhạc cụ dân tộc La Chí, hát đối, các môn thể thao kéo co, đẩy gậy, các trò chơi dân gian truyền thống như đi cà kheo, đánh đu. Tái hiện trình diễn Tết Khu Cù Tê là một trong những nội dung thuộc dự án 6, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 năm 2023 đang được huyện Bắc Hà tích cực triển khai. Hát then có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Tày. Nghệ thuật diễn xướng dân gian hát then đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên, những làn điệu hát then đang được gìn giữ trao truyền qua bao thế hệ đồng bào nơi đây. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Thụy là người say mê làn điệu then từ nhỏ. Ông thường theo cố nghệ nhân Hoàng Thị Cứ, một nghệ nhân am hiểu về then nhất vùng, đi làm lễ then. Qua năm tháng, những làn điệu then cứ thế ngấm dần trong ông. Đến nay, ông vừa học, sưu tầm và sáng tác lời mới được khoảng 60 bài then. Hồi trẻ chúng tôi còn theo các cụ đi xem, tức là các cụ giải hạn này, với lại cầu phúc cầu an cho nhà nào đã có then làm thì tổ chức lễ thì chúng tôi lại đi theo ông bà đi xem, cũng thấy hay và thấy rất là muốn giữ gìn cái nét đẹp bản sắc của dân tộc mình. Từ đam mê của mình, nghệ nhân Hoàng Văn Thụy đã truyền lửa then cho các thế hệ sau. Đặc biệt, nhiều trường học trong và ngoài xã có đông con em người Tày đã mở lớp và mời ông đến dạy then. Thấy bác hát hay và cháu cũng muốn học hát theo bác. Và sức thu hút của hát then làm lưu luyến cháu muốn hát theo. Chú không màng bất cứ là lợi nhuận gì, nhưng mà chú luôn giúp đỡ và truyền dạy cho các cháu từ các trường học đến các xã lân cận thì chú cũng nhiệt tình tham gia. Yêu cầu hát then, ngày càng có nhiều người xin làm học trò của nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Thụy. Cách đây ít năm, câu lạc bộ hát then xã Vinh Yên được thành lập, thu hút gần 30 thành viên, được phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương ngày càng phát triển. Địa phương cũng thường xuyên quan tâm đến cái việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng cách đó là đưa cái câu lạc bộ hát then đàn tính cũng như là đội văn nghệ truyền thống trên địa bàn xã tham gia những cái chương trình, những cái dự án bảo tồn phát huy văn hóa theo cái chương trình của đồng bào dân tộc thiểu số. Với người Tày, hát then được ví như điệu hát thần tiên, hiện diện trong hầu hết các nghi lễ, tín ngưỡng, từ nghi lễ then giải hạn, cầu sức khỏe, bình an hay trong lễ then mừng cơm mới. Và ngày nay, làn điệu then còn được đưa lên sân khấu trình diễn, giúp cho sức sống của then thêm bền vững. Những nghệ nhân và người yêu then như nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Thụy sẽ là những truyền nhân để làn điệu then còn mãi với thời gian. Xin được chuyển sang phần tin tức thời sự trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm đất nước hòa bình, hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Điều đáng nói, phần nhiều các hài cốt liệt sĩ này nằm rải rác ở những khu vực bị ô nhiễm mìn rất nặng, khiến công tác tìm kiếm, quy tập càng thêm khó khăn.
Cao điểm Bình Độ 400 thuộc địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là một trong những khu vực còn nhiều liệt sĩ vẫn đang nằm lại. Tại đây còn tồn tại một lượng lớn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh. Sau nửa tháng tìm kiếm, dựng trại tại địa điểm thi công và liên tục tiến hành đào xới trên từng mét đất, những chiến sĩ công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã dò gỡ an toàn nhiều vật liệu nổ, tạo khu vực an toàn để lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. 5 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang địa phương một cách trang trọng, đúng nghi thức. Được triển khai từ năm 2013, dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn của Bộ Y tế, gọi tắt là dự án 585, đã cung cấp nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở những địa phương còn khó khăn. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án năm 2013 đến năm 2020 đã có 354 bác sĩ được đưa về các vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đưa 300 bác sĩ về các địa phương này. Điện Biên, Sơn La là hai địa phương được thụ hưởng nhiều nhất từ nguồn nhân lực của dự án 585, với hàng chục bác sĩ trẻ được đào tạo chuyên sâu thay nhau về làm việc tại các huyện nghèo, huyện miền núi khó khăn. Theo thống kê từ Bộ Công an, Việt Nam đang có 77,93 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 79% dân số, xếp thứ 12 trên thế giới. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số Việt Nam đang bị thu thập, chia sẻ trên mạng với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Trong 2 năm qua, lực lượng chức năng đã khởi tố 5 vụ án hình sự với hàng nghìn GB dữ liệu và chứa hàng tỷ thông tin cá nhân bị mua bán. Một trong những hậu quả của tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân là sự phổ biến của tình trạng lừa đảo trên mạng hiện nay. Năm 2022, Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam đã ghi nhận hơn 12.900 trường hợp lừa đảo qua mạng, tăng gần gấp đôi so với năm 2021. Năm học vừa qua, cả nước có hơn 105.700 học sinh tiểu học bị đánh giá ở mức thấp nhất, chiếm gần 1,2% tổng số. Trong đó có hơn 50.000 học sinh lớp 1 bị xếp loại chưa hoàn thành và có thể bị ở lại lớp trong năm tới nếu không vượt qua được kỳ thi bổ túc trong dịp hè này. Nội dung này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm học 2022-2023 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, 2, 3 và chương trình hiện hành với học sinh lớp 4, lớp 5. Dù không đưa ra con số các năm trước, tuy nhiên báo cáo của Bộ cho rằng cách đánh giá mới phản ánh thực chất chất lượng giáo dục trên bình diện toàn quốc. Hôm qua, Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về hệ thống lương thực đã tiến hành phiên họp toàn thể đặc biệt tại thủ đô Roma của Italia. Hội nghị do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO chủ trì, tập trung thảo luận về những thách thức, thành công và hướng đi trong việc chuyển đổi các hệ thống nông sản. Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể, Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc nhấn mạnh rằng thế giới cần tìm ra cơ hội, giải pháp và hành động để tiến lên phía trước. Hiện việc chuyển đổi các hệ thống nông sản toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn do khúc mắc trong quy trình và chính sách, trong khi các giải pháp lại rời rạc thiếu nhất quán. Ông Quách Đông Ngọc kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm và biến những thách thức thành cơ hội nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết nền kinh tế nước này trong quý 2 vừa qua đã tăng trưởng 0,3% so với quý trước đó, nhờ vậy tránh được kịch bản suy thoái kỹ thuật. Theo bộ trên, tăng trưởng trong quý 2 năm nay được hỗ trợ bởi sự mở rộng sản lượng xây dựng của cả khu vực công và tư nhân với mức tăng trưởng đạt 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, bán buôn và bán lẻ. Ngoài ra, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore trong quý 2 cũng tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, bộ này cũng cho biết tăng trưởng trong quý 2 vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi lĩnh vực sản xuất định hướng thương mại tiếp tục suy giảm do nền kinh tế toàn cầu yếu kém và chu kỳ suy giảm của ngành điện tử. Các lực lượng chức năng Australia đang nỗ lực giải cứu 45 cá thể cá voi hoa tiêu vây dài đang bị mắc cạn ở vùng nước nông ngoài khơi phía tây nước này. Hiện đã có hơn một nửa đàn cá bị chết sau một ngày mắc cạn. Theo giới chức, đàn cá voi 100 con này đã bị mắc cạn ở ngoài khơi bờ biển Chinet, cách thành phố Perth của Australia khoảng 400 km về phía đông nam. Hơn 50 cá thể cá voi đã chết và những con còn lại đang được theo dõi để tiến hành giải cứu. Các tình nguyện viên đã phải chèo thuyền kayak đưa chúng qua các mỏm đá
để đến vùng nước sâu hơn. Việc cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt không hiếm gặp ở Australia và New Zealand. Tháng 10 năm ngoái, khoảng 500 cá thể cá voi hoa tiêu cũng đã chết do bị mắc cạn ở quần đảo Chatham của New Zealand. Nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đến nhiều bang của nước Mỹ. Một hiện tượng được ghi nhận là nhiệt độ nước bề mặt đại dương ở trong và xung quanh quần đảo Florida Keys, cực nam của bang Florida, tăng lên mức cao chưa từng thấy trong tuần này. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao có thể đe dọa đến hệ sinh thái biển, sinh vật biển cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của những ngư dân. Tại vịnh Manatee Bay, một đảo và khu vực hành chính thuộc chuỗi đảo Florida Keys, mật độ bề mặt nước được ghi nhận ở mức 38,44 độ C trong ngày 25 tháng 7. Khu vực lân cận khác ghi nhận nhiệt độ vượt 38 độ C. Đây có thể là kỷ lục toàn cầu khi nhiệt độ đại dương xung quanh bang Florida đạt đến mức cực đoan chưa từng có. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.